Bắt đầu từ năm tới 2015 thì học sinh ở vùng sâu, vùng xa sẽ được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi quốc gia. Đây là một trong những điểm mới vừa được bổ sung trong phương án kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố. Những thí sinh không được học hoặc là học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng thì không phải thi ngoại ngữ, chỉ phải thi các môn thi hoặc là bài thi tương ứng với mỗi phương án. Học sinh ở vùng sâu, vùng xa chỉ bắt buộc làm bài môn toán, môn văn và một môn tự chọn. Trong tương lai thì chính phủ sẽ lập ra trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc gia để tổ chức kỳ thi nhiều đợt trong năm. Khi đó thì các thí sinh có thể đăng ký kỳ thi trong từng đợt trong năm vào thời gian phù hợp. Kết quả của các lần thi này được sử dụng trong xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học cao đẳng. Đối với các thí sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông từ năm 2014 trở về trước, chỉ cần phải làm phần thi để tuyển sinh vào đại học cao đẳng, không phải làm phần thi để xét tốt nghiệp.